Quy Nhơn được biết đến không chỉ là một thành phố biển xinh đẹp mà còn là nơi có tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ bậc nhất tại khu vực Nam Trung Bộ. Kala Apartment sở hữu vị trí huyết mạch khi nằm ngay giao lộ Tây Sơn, Nguyễn Thái Học, đường 1D thuộc phường Gành Tráng với vị trí lưng tựa núi, mặt hướng biển. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến tất cả các tiện ích trong thành phố Quy Nhơn chỉ từ 3 đến 6 phút và liên kết dễ dàng với trục quốc lộ 1A và các tỉnh thành lân cận. Kala Apartment kiêu hãnh chào đón các gia đình trẻ đến với những trải nghiệm sống hiện đại, thú vị và chân thành. Chúng tôi, công ty cổ phần đầu tư phát triển Amor, cam kết kiến tạo nên cộng đồng Kala chuẩn mực phát triển và thịnh vượng. Kala Apartment là căn hộ thành phố biển được cấp sổ hồng lâu dài, có đa dạng sản phẩm từ 1 đến 3 phòng ngủ với diện tích phù hợp cho cả nhu cầu đầu tư và an cư của mỗi gia đình. Đa số các căn hộ này đều hướng biển, có ban công và lô gia đảm bảo đón nắng gió tự nhiên vào căn hộ. Đặc biệt, khu thương mại Shop House là điểm nhấn trù phú bậc nhất, gây ấn tượng với các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, mua sắm của khách hàng cũng như cư dân. Kala với khu tiện ích đẳng cấp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân, hồ bơi chân mây, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, Coffee Garden giúp cư dân tận hưởng cuộc sống an lành, có thể vui chơi cùng gia đình mà không cần bước chân xuống phố. Bên cạnh đó, cư dân Kala cũng dễ dàng trải nghiệm các tiện ích trong và ngoài thành phố Quy Nhơn chỉ trong vài phút di chuyển. Kala Apartment, nơi xứng tầm mang lại cho chủ nhân những ảnh hưởng tích cực đến gia đình và xã hội, từ đó đem đến sự thịnh vượng và thăng tiến cho cuộc sống lẫn sự nghiệp. Kala Apartment Quy Nhơn, căn hộ đẳng cấp giữa lòng khu biển.